Đã 65 tuổi, nhưng lão ngư mù Nguyễn Dê ở làng chài Trung Hưng, xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế vẫn bám trụ mưu sinh hàng ngày trên phá, khiến nhiều người phải thán phục. Sinh ra trong gia đình làm nghề đánh cá, đông anh em, cuộc sống theo con nước mưu sinh nên vất vả. Lên 8 tuổi, cậu bé Dê bị bệnh đậu mùa nhưng lại thiếu thuốc men, nên cậu bé được cha mẹ đưa đến thầy lang chữa trị. Kết quả là căn bệnh ấy cướp đi đôi mắt của đứa trẻ mới bước qua tuổi tới trường. Tuổi thơ cơ cực cứ lặng lẽ trôi qua trong những ngày tháng không nhìn thấy ánh sáng. Không chịu khuất phục trước số phận, cậu bé Dê tập sống theo cách của một ngư phủ mù. Cậu bé lắng nghe từng âm thanh diễn ra quanh mình, ghi nhớ từng con đường xung quanh xóm chài, khắc sâu giọng nói, tiếng cười của từng người và hòa mình vào từng nhịp đập mưu sinh trên đầm phá. 10 tuổi, Dê theo ba mẹ dong đò đi đánh cá. Thời gian sau, cậu bé thuộc lòng từng vị trí đánh bắt, cách bủa lưới, phương pháp lặn mò trìa dưới nước. Năm 18 tuổi, chiến tranh ác liệt, Dê và ba người em kế tham gia cách mạng. Hằng đêm, bốn anh em ra bến đò bốc phát lương thực, đưa du kích lên đò rồi chèo ghe vượt phá Tam Giang qua vùng căn cứ cách mạng. Cũng trong thời gian này, mối tình đổ lệch của chàng trai sông nước và cô gái Nguyễn Thị Dưỡng bén duyên. Mới đầu chuyện tình yêu gặp nhiều cản trở, cha mẹ cô gái ngăn cấm không cho lấy người mù. Nhưng tình yêu mãnh liệt của họ đã thuyết phục được gia đình. Từ đó, đôi vợ chồng ấy về sống cảnh đời ngư phủ đạm bạc, quanh năm ngục lặng trên phá Tam Giang để nuôi 7 người con khôn lớn. Mưu sinh trên phá Tam Giang đối với vợ chồng ông Dê cũng theo quy luật. Cứ 4 giờ chiều mỗi ngày, vợ chồng ông lên con thuyền đậu trước nhà để ra phá cho tôm ăn, rồi sau đó đi bủa lưới, bắt cá. Bốn giờ sáng hôm sau thì vợ chồng ông lại dậy đi thu lừ bắt tôm, cá, đem xuống chợ bán. Những đứa con của ông đã lớn, có gia đình riêng, nhưng cuộc sống vất vả nên chẳng giúp đỡ được nhiều cho cha mẹ. Vợ chồng ông vẫn cần mẫn tự lao động kiếm sống. Giờ đây con cái không còn là gánh nặng đè lên vai vợ chồng ông nữa. Nỗi lo cơm áo phần nào phơi đi. Nhưng ngày ngày, ông cùng vợ vẫn quần quật làm việc trên phá như những người ngư dân khác. Với ông, niềm vui nhất giờ đây là sau mỗi giờ làm việc mệt nhọc, được về vui quây quần bên con cháu.